đồ chơi vô tri phần năm. Hộp này khá nhỏ, không biết lắp cái này vào con ngựa để làm gì nhỉ? Vãi cả trưởng, các bạn xem này. Hộp kế tiếp, sao lại gói bằng thùng xốp cứng quá? Khá mỏi cả tay. Cái ly gì mà sừng sùi ghê trời vậy? À, nó giao cho mình cái ly khổ qua. Vô tri vậy mà cũng nghĩ ra được. Tao lại mày thiệt chớ. Chắc không sao, màu đỏ là màu may mắn. Thôi cho chị rút lại lời nói vừa nãy. Giờ thì xem tài năng ném vòng của mình đây. Phát này hụt thì làm lại. Không sao, từ từ thì cháo cũng nhừ. Bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi. Tại sao không vào được vòng nào vậy? Mày làm gì trên lầu đấy? Con xin lỗi, tại ba cái đồ chơi dở hơi này mà mém bị ăn đòn rồi. Hộp làm bánh hamburger. Ấy cha, được đấy, đang đói muốn xỉu. Lấy nước trong bịch rồi quậy theo hướng dẫn. Cho từng lát lên miếng bánh mì, trông ngon thực sự. Thêm miếng phô mai và bánh mì lên nữa là xong. Mời cả nhà cùng ăn. Ui chà chà, bánh hamburger này nhức nách. Sao vậy? Mắc gì chấm hỏi? Nghĩ sao chị mà đi ăn miếng nhỏ như vậy chứ? Bạn xem nó ra cho mình cái gì này. Cái quạt ba tiêu này tao quạt một cái là tán gia bại sản đó. Ôi trời ơi, thật sự là không hiểu nổi. Tại sao chế nước vào đây nó chỉ cần cái vòi nhỏ lại truyền ra được rồi, còn này phải vặn nước ra mới chịu. Quả là một thiên tài, mà là tài lanh. Thử thách mua đồ chơi vô tri phần 6. Hộp bí ẩn này tớ cảm thấy nó giống một bức tranh, vì hộp to và dẹp. Đây hình như là bức tranh nổi. Ôi trời ơi. Tôi cứ tưởng hôm nay may mắn nhận được bức tranh nổi tiếng. Nào ngờ nó đưa tôi bức tranh vô tri như vậy đấy. Bây giờ treo lên tường cho thiên hạ cười hay gì trời. Lặng lẽ khui hộp kế tiếp. Trông nó giống gấu bông. Không khí như là con gà. Nhưng mà con gà nào mà bỏ vào hộp thế này được. Gấu bông gà hả? Cái lỗ này để làm gì? Mấy ông shipper có hỏi tôi rằng sao ngày nào tôi cũng đặt hàng, thì tôi có trả lời rằng là mà em nghĩ là khoảng chừng một năm nữa hoặc là hai năm nữa em sẽ bị khùng nặng hơn bây giờ. Bây giờ em cũng bị khùng mấy nhưng mà nó ít. Chào cậu. Mẹ nhận nguyên con gà làm sẵn rồi. Giờ tớ mở được nguyên con gà còn đông luôn. Không biết trong đây còn được tặng gì nữa nè. Các cậu biết hai con sử tử canh cổng không? Nó đó, chính là nó. Không hiểu nổi. Thử thách mua đồ chơi vô tri phần 7. Còn rất nhiều hàng phía bên đây. Để tôi xem bạn gửi cho tôi cái gì nào. Bên trong bịch này nó có vật nhọn thì phải. Là một món đồ chơi. Gì vậy? Một con hươu cao cổ nhưng mà nó có thể ảo thật đấy. Thật sự nó buồn cười vải cức. Thôi được rồi, nghiêm túc nào. Hoàng con mợ nó mang là một con mèo ú bị lỗi. Nó mở ra được nè. Bên trong có gì ạ? Cái gì nữa? Rồi mở đến khi nào? Hai con này xấu dã man. Đến con này là bắt đầu bất thường. Nó có thể nhỏ xíu như cục cứt mũi sao? Bịch bao bự kia tao nghi là mày là có thùng rác. Úi chà chà, trông cũng được đó chớ. Thử xem còn dùng được không nào. Quá là ok luôn nè mấy bô ơi. Khoan, nhưng mà mày gửi tao cái thùng rác giống như mày coi tao là rác à? Tại sao mày gửi cho tao cái bịch này nhưng mà lại che chữ thế kia? Vãi cả trường thiệt à chớ. Đôi cánh vô tri vãi lờ. Thử thách mua ốp lưng vô tri. Đây là một đống đơn tớ vừa nhận lúc sáng. Cái này có thật sự là ốp lưng không? Vãi cả, còn phải ghi là iPhone 15 mới chịu. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp này. Chưa hết, các bạn muốn bảo vệ chiếc điện thoại của mình thì lấy cái này úp lại. Úp lưng tiếp theo. Cũng là hình iPhone 15 mà nó lạ lắm. Ấy mà chơi cũng ok đấy chứ. Chọt chọt chọt. Chọt, trời đất. Cái úp lưng gì mà bựa chà bá thế này. Cái quạt ba tiêu này tao quạt một cái là tán gia bại sản đó. Cái này là cái gì vậy? Rồi bỏ điện thoại vào đâu? Ai hình như mở ra đường này. Rồi làm sao mà cầm? Nó đựng được tận 4 cái điện thoại cho bạn nào muốn chơi game cùng một lúc. Ý, hiểu kiểu gì? Bàn chân của con ma nờ canh mà cũng đem làm ốp lưng được. Thật sự là tớ cũng phải lại sự sáng tạo vô tri siêu cấp. Tớ không biết bây giờ tớ cấm điện thoại mà dùng cái ốp lưng này ra đường thì không biết có thấy tớ bị khùng không nhỉ. Bây giờ tớ sẽ cho con bạn này ăn thử bánh này đi, ngon lắm. Sao tự nhiên này tốt vậy? Bình thường mà. Thử thách mua đồ
đồ chơi vô tri phần 8, cái hộp kiểu. Tại sao lúc nào tôi cũng bị ném? Vì tao phải mất số tiền khá lớn để mua tụi bay về mà không làm được gì cả. Bình thường một ngày bạn đi bộ bao nhiêu cây số? Đừng nói với tao rằng là chiếc xe đạp này có thể chạy được nhé. À đù, cao cấp quá ta ơi. Tao có thể đi đâu với chiếc xe này? Chỉ cần đặt chiếc này xuống, vừa ngồi lên là mông tao chạm tới mặt đất rồi. Đây là cái cây dù. Có điều gì bí ẩn trong cái cây dù này? Dù gì cũng nên cảnh giác. Làm sao để mở ra? Chị đang diễn ra vậy? Mày có phải là cái dù không vậy hả? Hả? Không phải vì tao ganh tị gì, nhưng mà chúng mày có thể tách nhau ra khi trời mưa có được không? Hả? Hình dạng quyến rũ này là gì nữa đây? Cái này trông giống đồ của bà ngoại tôi ở tầng dưới. Đây không phải chiếc xe kéo như các bạn nghĩ. Hãy nhìn vào đằng kia, bạn có thấy nó giống anh em sinh đôi không? Màu sắc y hệt, tôi sẽ cho bạn thấy. Kiểu dáng chính xác của nó là nằm như thế này này. Cái gì đây? Sao tao thấy có điểm quá bây ơi? Bộ tóc giả sao? Tao có thể làm gì với nó? Hết phim, giải tán. Thử thách mua đồ chơi vô tri phần 9. Nay tớ khui được con này, nhưng chưa ấn nút quay. Tôi không biết cho nó lên video như vậy có phải điều tốt không? Vì nó cực kỳ dở hơi, bạn xem này. Tuổi trẻ, chúng ta cần thật bình tĩnh để đối mặt với thăng trầm. Tao không có tinh thần làm cái gì hết. Bây giờ thì tao cần nghỉ ngơi một thời gian. Bác ăn gì tôi cúng cho bác luôn. Nghĩ sao bán cho tôi cái kéo cái đầu của nó còn nhỏ hơn móng tay tôi nữa. Chắc là tôi đen cho thằng cháu mới đẻ để nó cắt tóc của mình quá. Thân xác này giờ đã quá mệt mỏi. Một đống hỗn độn này có gì mà nặng thế? Đây có phải là một bè gấu nhồi bông? Tôi đang nằm mơ sao? Không chỉ một mà còn có thêm hai con nữa. Tôi sẽ không gửi lại cho bạn nếu đây là gửi nhầm. Cái này là cái gì? Dùng để đeo vào tay à? Thử thách mua đồ chơi vô tri phần 1000. Nhìn nó trông tương đối bình thường, có khi nào là cái bập bênh không? Trông nó khá mỏng còn dài nữa. Hả? Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Bộ mày không còn kích thước nào để gửi cho tao hay sao vậy? Cạn con mẹ nó lời. Hai chân này tớ mang vào thế mà đã rộng như vậy. Thôi để làm chuồng cho con chó của tôi. Ôi giời ơi. Cái gì đây? Cái gì đây? Hồi hộp quá. Không có gì hết à? Bình thường còn hơn chữ bình thường nữa. Tôi đã đặt nó vào góc tối của vũ trụ rồi. Hãy nhìn con ếch kìa. Bộ đồ này chính xác là từ 2 thế kỷ trước. Tao sẽ không mặc nó đâu. Em cười là cười khách. Cái gì? Hả? Cười là cười khách. Thôi thôi, trời ơi, thôi thôi. Ôi, tôi sợ, thôi, tôi không quay lại. Thôi, làm đi, tôi không biết. Cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy? Bạn sợ nhà mình không có bồn cầu nên đã giao cho mình chiếc bồn cầu này thật sao? Trong lòng đang rất vui.